Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo này của mình. Ở những cái video trước thì mình có làm vài video, đó là mình xúc xe với lại quay công nông. Nhưng mà cái video này mình sẽ lên cái chỗ bên sườn này ngồi ở đây để cho anh em nhìn nó dễ hơn nhá. À, bây giờ mình sẽ trèo lên. Mình sẽ ngồi ở trên này để trò chuyện cùng với lại các bác. Thì đầu đổ với lại cái đầu xúc này thì nó cách nhau khoảng độ 20m thôi. Ở dưới kia thì đổ đất thì đổ lấn bờ ao. Tức là ở bên dưới kia là cái ao của người ta, bác chủ nhà bác ấy lấy cái đất ở đây mang kia để lấp cái ao đi vào làm một thành vườn mình gì ở đó. Cái máy này nhớ vừa làm vừa xúc cái này vừa sửa ta đi luôn nha các bác nhá. Lúc nào mà bốc cái đủ cái đường đất ở dưới kia thì sẽ dừng lại. Công nông thì hôm nay thì có 3 xe chạy. Buổi sáng nay thì ở những cái video trước ấy thì làm ở cái đầu bên trên này, bên trong này. Mà đến buổi chiều nay thì anh lái máy này thì anh ấy đã múc một cái búi tre xong vứt xuống dưới kia. Thì anh ấy xuống anh đứng ở dưới này anh làm luôn ở dưới này. Cái xe này thì múc và tính chuyến nha các bác nhá. Đấy, mỗi một chuyến thì lại có bác chủ nhà thì bác ấy phát phiếu cho xe ô tô. Thì thường thường là nguyên công nông thì chắc là sẽ được khoảng độ mười mấy nghìn một xe đấy. Nếu mà cả máy nữa thì nó rơi vào khoảng độ hơn 20 nghìn, 20-30 nghìn gì đó. Máy máy ăn được cũng được nhiều hơn. Thì mỗi chỗ mỗi khu vực thôi. Có chỗ thì người ta chạy bằng ô tô, còn có chỗ thì lại chạy bằng công nông. Nhưng ở cái chỗ mà máy này đang làm thì hầu như là chạy bằng công nông hết. Công nông trong nó chở được ít thôi nhưng mà nó rất là tiện. Đấy, khi mà đi xuống dưới kia múc ấy, đi chở người kia ấy thì là cái xe công nông này các bác tài bác ấy sẽ vừa làm vừa ấy lốt luôn, tức là dạng không cần phải máy, không cần phải xuống san lốt nhiều, chỉ có là đi xuống để cuối ngày thì san đi cho các bác ấy làm nó dễ thôi. Cái xe này bé như này thì cứ múc khoảng 3,5 cầu là sẽ đầy luôn nhá. Cái lượng đất do cái lượng đất thiếu cho nên là lại múc vào một hàng chè nữa. Công nông này thì là phanh dầu. Có loại mà phanh hơi ấy thì là cái máy nổ của người ta là động cơ của ô tô, còn cái máy này thì là động cơ của công nông. Ba cầu dưới là đầy. Xe cứ ra vào và gần như là liên tục. Xe này lại tiếp tục rồi. Con xe này vừa rồi vừa không cài cầu, mỗi bánh sau nó quay. Cái cầu to này mà cho đi trộn bê tông như máy của mình thì rất là sướng, rất là nhanh luôn, cực nhanh luôn. Mỗi bốc xi là không kịp. Cái chắn này rất là tiện. Thế hạn chế thì tôi vào cái toàn này. Tiếp tục lại bốc tiếp vào trong kali. Cái ngăn kéo ở đây hết này,
chính thì nó từ động cơ ra ngang kéo thì nó chân cần. Máy này thì là khá là khô ráo và sạch sẽ. Bắt đầu nhé. Thì vẫn còn tháo lắp đồ nhanh. Có bác ấy hay mang một cái búa đi theo nữa, nhưng mà dạo này không làm đến đá đâu nên là không cần phải búa. Nên là để với lên trên. Rất là hiệu quả. Nếu mà chỗ này máy bé làm thì vẫn được, nhưng mà nó sẽ là hơi lâu. Bây giờ mình sẽ xuống đi quay xem chỗ đổ nha mọi người. Chỗ đổ ngay ở dưới này. Này bác ấy đang lấn nốt này. Bây giờ xe hiện tại là đang cắm phụ cái cầu. Xe của bác này thì cứ mỗi một xe thì đổ một góc khác nhau, nhưng mà không ai trồ vào của ai cả. Lấn ra đây. Bác ấy tiến lên để bác ấy lùi, xong rồi lát nữa sẽ lùi lại để cho nó lấn. Nó lún nữa, bác lấn ra là vừa. Đấy, mọi người thấy không? Khi mà đi ra, lát nữa sẽ có hàng ấy thì nó sẽ lún nó. Một cái lốt của bác này thì bác ấy đổ ở giữa này, chỗ máy quay này. Thôi, công trình này thôi mình xin kết thúc ở đây. Bởi vì bây giờ mình đang có một chút công việc và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người những cái video tiếp theo nhé. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và nhìn nó vui. Anh em xem video thì nhớ cho mình một like và hãy chia sẻ cái video để nhiều người biết nhá. Và nhớ là hãy ấn vào cái nút đăng ký để ủng hộ mình nhá. Thôi tạm biệt, chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo.